Hi, hello, xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Mình là Toàn nha mọi người. Mình xem nha mọi người. Hôm nay là nói chung là nhìn cái bàn là mọi người thấy là chơi trò chơi đó. Thanh Nhã Vlog chơi trò chơi bên Thanh Nhã Vlog nha mọi người. Thì chơi trò chơi mà có ba người à. Sang, Toàn với mình à. Đó, mọi người thì mọi người muốn biết trò chơi như thế nào thì hồi đợi danh vô mới biết được cái trò chơi nha mọi người. Nhưng mà tao nhìn thấy thắc mắc rồi đó. Thắc mắc không? Thắc mắc lắm luôn. Cái này rồi. Là chiếc bàn kỳ diệu, chiếc bàn bí ẩn. Thì một hồi nếu mọi người muốn biết như thế nào thì đón xem video sẽ biết. Phần cuối cùng rất là hay luôn. Trong đây có gì nha mọi người. Thì bây giờ mình chỉ đợi danh vô thôi. Mình đứng đó, góc quay mình đặt thẳng vậy luôn. Ai đâu biết gì, đúng không? Kiểu như mình chơi. Đúng rồi. Ok. Giờ là chọn. Chơi trò chơi, giờ không có chơi mày. Tào lao chơi trò chơi, tào lao chơi là chơi trò chơi nha. Mình nói chơi trò chơi là chơi trò chơi nha. Ok mọi người, giờ đợi danh vô nha. A few moments later. Rồi. Danh mới lại nha mọi người, thì nãy giờ cũng nửa tiếng á. Thôi giờ mấy anh em mình bắt đầu chơi trò chơi nha mọi người, không được nhìn trong đây nha. Cho tối hồi lúc nào nhìn. Bây giờ nè, ai bịt tay lại trước đi. Bịt tay đi để cho nhìn vậy chứ. Thì bây giờ có một cái trò chơi rất là hay. Là anh mò vô đây anh đón đồ vật. Mò vô đây đón đồ vật hiểu không? Nếu như đón trúng thì không cần phải ăn đúng cái rồi, món đó. Đúng rồi. Nếu như mà đón sai là phải bắt buộc phải ăn cái món đó nha. Ăn hả? Có ăn được, có ăn là ăn được. Cái món đó nhưng mà có những món này dạ dạ. Đúng rồi. Dạ. Tại những món này là ăn được nha. Đúng rồi. Ok. Đều ăn được hết đúng không? Rồi bây giờ quế hả? Ai chơi trước? Cái này có gì đâu, quế này bình thường rồi đúng không? Chơi trước luôn. Tờ gì? Chơi hai. Mày hai không? Em chơi ba, anh chơi cuối. Rồi anh chơi coi chót đi để anh hiểu được chơi đúng không? Ok. Ok không? Em thấy được á. Ok. Bây giờ trước khi chơi thì bây giờ đứng nè, nó nghe nè, đứng ở đây hết nha, không có cho mà lú lú nhìn không, gì không, đó không, nha. Không. Đứng ở đây hết, đứng ở đây hết là. Rồi, sang chơi trước, sang che tay lại đi. Các bạn ok, các bạn ok mọi người nha. Rồi. Wow. Từ từ nha, để tôi set up cái ngoài đây cái để cho mọi người thấy bên trong là gì nha mọi người. Này, dán lên đây. Đó. À, không được nhìn chứ. Không được nhìn mà chạy. Chị đếm nghỉ chơi nha. Quá. Chị đếm nghỉ chơi nha. Có để mình coi ấy mọi người. Ngon. Ai ai, có cua nữa nè. Có cua hoàng đế đúng không? Ai có cua càng giống mà hổng nhỉ? Có cua càng trong càng không? Trời ơi. Ơi mà số tao bữa chơi chợ bong bóng rồi đã có rồi bữa nay làm gì mà không có. Mà số tao xui lắm mày ơi. Những món ngon. Trời của... ơi số tao là hình nhất trong đây nè. Đúng xui luôn. Những món ngon của Sadek. Nè, thay vì là quán quân là ăn được một con cua không? Mình áo quân mình ăn được một con hai con tôm. Hai con tôm nhỏ. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, vô. Rồi bây giờ đi. Đừng vòng vo mọi người, bắt đầu trò chơi luôn đi mọi người. Giờ là sang chơi trước đúng không? Đúng rồi, tay vô. Mình lật tay vô nha mọi người. Đó thì không ai biết trong đây là gì hết nha mọi người. Ủa là gà mình đón đúng không? Đúng rồi, đón cái đồ vật đó. Đón rồi mới lấy gà. Ờ. Đón sai là phải ăn cái món đó. Ok. À này là gì ta? Hồi hộp mọi người, không biết là cái gì mọi người. Ủa sao nó lông gì? Gì lông ba? Gì lạc? Gì lông ba? Gì lạc? Từ lâu vậy? À, đi bỏ con gà trong đi nè. Gà tự về tự mang tới nhậu à. Ủa gì chạy ngộ quá. Hồi nãy mình có đi vô trước nhưng mà mình cũng không biết là cái món đồ vật đó đưa lên là cái gì luôn nha mọi người. Cái gì ngộ quá trời. Nó ra sao? Nó có lòng tóc ảo thật đấy. Đồ lao quá. Gì lông quá. Mà chỉ sao lông nữa. À rồi biết rồi, chép bắp. Chép bắp lòng có lông. Đâu. À, ờ đúng rồi mày ơi. Có mấy cái này hả? Mấy cái này nó là lông. Vậy là đâu, vậy đâu ăn đâu hả? Vậy là nó không ăn chép bắp này nha mọi người. Bắp này ngon là anh ăn. Bắp sống rồi. Ờ đúng. Ăn cho trẻ đi. Rồi một món. Tới Toàn. Rồi ok. Cái xích đây không có đếm nha, không có nhìn nó nha. Bây giờ bao nhía rồi kìa. Trong hộp ăn nó chạy. Sống ăn đau bụng. Cái gì? Nó nhấn nhớt vậy trời. Dạ rồi, tao biết rồi cái đầu con lươn. Thôi ông im mẹ à mồm đi. Ê. Rồi không chơi gắn nha. Ê không có chơi vậy. Không chơi bóng nó chết cho mày. Rồi nó nhớt lắm. Nhớt là chỉ con lươn thôi. Lươn hả? Lươn. Lươn. Lươn mới nhớt. Lươn dài dài. Cái gì nó xịt vô tay tao á. Rồi rồi. Nó gà rồi đó. Bắn. Ba đồ giả rồi. Ê. Chơi này chị dơ nghĩ chạy. Nó bắn. Này chị dơ chạy. À quá sao bị. Cái gì quá sao bị. Cậu này hay vậy. Rồi nước không vậy. Cậu cái tay không biết nóng á. Đi rửa đi ba. Rửa đi bà nóng hỏi đi. Rồi. Bây giờ là tới mình nha mọi người. Giờ tới nhà. Dạ. Khủng gì trời. Lao gì trời. Giờ tới mình nha mọi người, mình đón nha mọi người. Không thấy à, mình cũng không biết là cái này là cái gì nha. Ê. Ê. Mình ăn bắp trước, mình ăn cua sau nha mọi người.
gì á? Tròn tròn. Rồi cái chừng hai cái hòn ba. Để độ tùng như vậy. Tròn tròn. Chừng cái gì vậy? Má đậu lương bây giờ hai má lương. Bóc lên hai chân lương gì ba. Mềm ghê vậy. Trái chanh. Trái chanh. Đâu? Đâu? Trái chanh. Trái chanh không? Rồi ăn ăn cái ăn. Ủa chứ hạnh rõ ràng rõ ràng chứ tắt chứ tắt rồi chứ hạnh chứ ai kêu cho nó chạy chanh đúng không rồi chứ chanh khác chứ tắt khác nha rồi rồi ok mình rồi nha luôn mình đặt ra lực chơi mà mình cũng ngu rồi nha luôn ơi ngu dở thằng nào đón sai nó ăn liền đúng không à, đúng rồi ăn liền à. Rồi à. À, chua chua phải nó mùi như trái nước đáy luôn á. Rồi bây giờ là phần quan trọng nhất, phần cuối cùng. Cuối cùng nãy giờ món quà đặc biệt chưa ai bóc được món chưa quà đặc biệt luôn á. Quần ở đây bà ơi chết bà tiền danh cái này chơi hai ba vòng ăn nhớ không một vòng một mấy nhiều đồ lắm bà mấy dưới nhiều đồ lắm bà ơi. Nói chung là món quà đặc biệt là nãy giờ chưa có cho nên là không chừng danh chúng món quà đặc biệt sao đúng không. Nói chung là ở trọng rất là nhiều đồ áo quần cũng được hơn một quần lúc nào danh nó cũng hên chứ à, lúc nào cũng hên rồi lúc nào cũng hên nhưng mà nhân phẩm tôi là không ăn hết trơn tôm đúng rồi ăn tôm cái đàng hoàng cái gì vậy cái mình chơi cái má nó liếm mình mèo vậy gì liếm mình mèo ba gắn nó liếm hay gì á đầu gắn hiu ơi tào lao ai đâu bỏ không có chơi gắn má ho dẹp đi nó chơi gắn nha không có chơi gắn ơi con lại không học cho nó cắn sao ba thầy em chơi gắn mà chó em chơi gắn em sủa gâu luôn á nãy nãy đậu bộ gắn đâu đúng không em chơi gắn em sủa gâu luôn á bố má luôn mình mèo ơi đi chạy đi mèo à cái gì đó là cái gì vậy tao mày nói coi cái đó cái gì vậy cứ đụng chút không có dám đụng ba tìm lặng vậy gì ba ghê vậy gì ba gì vậy nó mục tiêu mình nó có di chuyển con này nó có di chuyển gì di chuyển nữa hả con này có di chuyển biết gì chưa chưa mà nó di chuyển nè tao hiểu hết thấy nó rồi nè ghê không nhích được đúng không không mấy con giặt con nội ơi không phải con giặt gì đó con gì nó mẹ đi không phải con giặt à đồ gì quá không phải luôn á bỏ con giặt trong đầu này nó mềm mềm nữa tay ra tay ra cái gì quay không nó mềm quay không khoan mới đụng vô cái tay chưa dám nè 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 quay không quay không quay không mềm mềm ê ê không ai con giặt không ai giặt không ai giặt không ai giặt rồi chứ gì không ai giặt chứ gì đồ ăn đó nghe kỹ rồi chốt đáp án nha đồ ăn đúng không đồ ăn đồ ăn đồ ăn đó cho kỹ nha đó kỹ xong chốt đáp án rồi mới tính nha má chắc chắn là bánh kem nè trời ơi bánh kem bánh kem nào cái gì bánh kem hả bánh kem chắc chắn là không á bánh kem chắc chưa chắc chắn bánh kem chừng nào chắc mới dở là bóp vài cái đó đi bóp vài cái thì rồi dở lên luôn bóp vài cái cảm nhận đi nè nói trước nha giờ nói trước nha đó không đúng là phải ăn nha máy quay đàng hoàng nãy giờ ăn rồi rõ ràng đó không đúng phải ăn nha không đúng ăn kem thì là cái bột ta kem hay bột gì cái gì vậy ủa sao nãy chạy vậy ủa sao nãy áo vậy sao nãy áo vậy sao nãy áo vậy sao nãy áo vậy nó đau trong gà quay xe thay anh Vương cái gì vậy quay xe thay anh Vương cái gì vậy trời ơi cái gì vậy cái gì vậy cái gì vậy cướp rồi ăn hết nguyên tô đi nhục đi không có chơi ăn cái này được cùng cái gì đi ăn cướp bò nãy mới ăn chanh được đúng không đúng rồi hồi nãy người ta đó không chúng người ta ăn giờ không đó cướp bò đi ơi rồi không biết ơi cái giờ rửa ơi rửa tay đây có máy quay đàng hoàng ơi không đi rửa ông chơi đi rửa bây giờ hồi nó thấm như mấy cái bé nghỉ ăn luôn á ông chơi đi rửa ăn đi còn đi ăn sáng nữa chưa có ăn gì hết á nè tôi thúi rồi nè đây mọi người hồi nãy nói rõ ràng nha
là chơi mà đó không trúng là phải ăn nha. Dạ. Điên cái gì mày mày ăn quay ăn cứt bò. Dạ anh em tình nghĩa nút không tay được thôi. Nghe mà chưa vô vậy. Bụng mày vô mà. Vô, vô. Dạ anh em tình nghĩa đừng ăn, nút ngón tay cái thôi. Ừ, nút đi, nút ngón rồi. Liếm cái nhà. Nút bên kia. Ai? Ai? Yeah. Dạ chạy đi Dư. Ê mà nghĩ gửi tay quá. Không cái này nó thiệt. Ôi chơi trò chơi là không dạ. Đúng là phải ăn. Trời nãy người ta giao lượng mà. Quen mà. Ăn đi ba ơi. Đi ăn cứt bò. Nút ngón tay vô chơi người ta giao lực rồi chữ gì vậy. Mày đồ ăn nói này cứt bò kêu ăn. Ôi ơi nhưng mà không đó không đúng là phải ăn à. Ôi khùng quá đi ăn cứt bò. Bạn đang lên YouTube là người ta chửi với bạn nữa. Tự nhiên chửi vậy. Không chửi. Chửi tụi bay với bắt bè. Không đúng lực. Lực như dao ra mà ăn nó rồi, cái này cứ gọi cho ăn. Ăn rồi ăn rồi. Hôm nãy nhả ăn chanh ta đúng ăn rồi. Ăn chanh gõ gàng. Ờ nãy ta ăn rồi ba ơi, ba chơi. Cái kỳ giúp mẹ. Tao lón hụt rồi. Ba chơi rồi. Lần đầu tiên mày trải nghiệm. Chơi tắt mà nó con nó chơi chanh người ta ăn gõ gàng nghe không? Ở đồng bằng tướng Tây Bắc cái gì mà ăn bìa. Không ơi, hôm nay thằng Hoàng ơi, ăn đi ơi. Hôm nay điên quá không có chơi ăn này được. Thôi, ăn đi. Rửa tay, vui đi rửa tay coi. Bắt buộc. Không có rửa rồi ăn đi. Nút nút ngón út. Cái này bắt buộc ăn cướp ăn không? Ờ nhưng mà chơi rồi chơi. Nút ngón út nha. Ôi lỡ bóc lên con tôm con cua anh ăn không? Ăn chứ. Rồi đi. Cái này cũng phải ăn chứ sao? Ừ. Rồi. Ủa sao tôm ăn cứt không ăn? Đây sao đừng chơi chơi với anh em đây nha. Nhưng mà ừ. Sao tôm ép người quá đáng nhờ ai ép ăn cứt không? Ép gì ép anh? Ai ép ăn cứt. Thôi mày ăn đi mày. Ôi, nhưng mà này nãy giờ người ta nói anh rồi. Chơi là phải chịu. Đúng rồi. Không tôm càng ăn cứt. Sao tôm càng ăn? Cái mày tụi bay luôn má, mày lớn mày biết phân biệt nào đồ ăn nào đồ dơ không? Tôm càng ăn được sao cứt ăn? Cứt là phải ăn ăn đi. Ăn đi lẹ. Mày phải ăn đi. Mày biết cái đồ nào ăn nào đồ dơ không? Thôi ăn ăn lại đi. Ba chơi em kỳ của mày. Im. Đó không đúng ăn ăn chưa ăn cho tao. Ăn đi. Ăn lẹ đi. Quay. Má đồ ăn ai ép mà giờ ăn thì cho ăn nước mắm ăn chanh gì tao cũng ăn hết. Xuống ăn luôn. Ai mà bắt người ta cứ. Đè xuống nè. Ăn rồi. Má mày buông cái cây. Ăn luôn. Ép đi. Kẻ nhăn nhó. Kẻ nhăn nhó. Đè xuống lắm. Ép đi. Ăn luôn đi. Ôi ai ai mà ăn cứt. Ăn luôn đi. Ôi ai 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 mà ăn cứt. Chơi qua đây rồi vậy. Em đã mày ăn cứt. Nó ăn đi ăn gì tao cũng được rồi. Quẹ ra. Em đã ăn cứt. Em đã ăn cứt. Em đã ăn cứt. Ôi lời ơi. Chạy quá. Ăn cứt. Chạy quá. Không cho rửa. Không cho rửa. Tuyệt đối nha, không rửa nha. Nhà mày cứt bò không kìa nha. Ờ, nhà mày cứt bò không kìa nha. Em luôn, cầm quay mày luôn. Lấy cái hào dẹo. Rồi rửa tay lại dẹo. Tắt nước. Tắt nước luôn. Đi vô nhà. Ôi tao không làm, tao nghĩ làm luôn. Đại học cứ làm gì không làm, nghĩ làm đi. Nghĩ làm thôi. Ăn xong cái thôi đi vậy. Vậy ăn xong vậy à. Đúng cái dẹo. Đúng cái ăn xong đi vậy. Dẹo đúng dẹo. Dơ. Đẹo. Đúng cái dẹo. Dơ. Dẹo. Đúng cái dẹo. Đúng cái bò vô dẹo. Dơ. Đúng vô. Mẹ. Mẹ. Dơ. Mẹ hết được gì à. Mẹ biết tao cứ này không. Mẹ nhét mình tao vô đường cùng nha. Giật tôi. Mốt nghỉ làm không làm nữa. Sao vậy anh? Gì vậy? Đéo làm nữa. Vậy anh? Đéo làm luôn hả? Đéo làm luôn vậy. Chơi mày vậy anh? Đừng ba đâu. Hiếu anh em một tô cứt nha. Ai bị cứt bị gì thôi, nó vô là ăn. Đáng hiếu anh em một tô cứt á. Nghỉ làm vậy nha. Kiểu này em dơ quá. em anh miếu luôn. Vậy mới đủ đô, vậy mới đủ đô. Vậy mới đủ te á mọi người. Vậy mới lâu lắm rồi mới có anh. Em đã lấy em cứt. Ăn gì không ăn cứt. Ok, cảm ơn mọi người xem hết video đấy rồi mọi người. Thấy màn trò này hay, vui bấm like đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha mọi người. Còn bây giờ chào tạm biệt mọi người nha. Bye bye.